Hello, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại cùng với Đấu Trường Dân Chủ, Cải Thiện Tư Bản và Tôn Vinh Việt Nam. Kính thưa quý vị và các bạn, một trong những điều mà những người phía bên kia thế giới họ nói rằng họ đạt được, họ có được hơn những người ở trong đất nước Cộng sản, đất nước Việt Nam này, đó chính là tự do ngôn luận. Họ nói là ở phương Tây á, là họ trời sướng lắm, thích nói gì nói, thích đưa ai ra chửi cũng được hết trơn hết trọi á, đưa tổng thống ra chửi, đưa những cái người mà mình không thích ra đấu tố, rồi đưa mấy cái người mà ở cái đảng này đảng kia ra để mà mình có thể triệt hạ họ. Trời ơi, nói thoải mái luôn, không bị sao hết trơn hết trọi. Và đó chính là tự do ngôn luận của những người ở phía bên kia thế giới, đặc biệt là những người ở bên Mỹ. Họ nói bên Mỹ sướng, thích làm gì làm, thích nói gì nói, không ai cấm cản gì mình hết trơn hết trọi. Và nếu như vậy á, đó mới là một đất nước tự do. Quý vị và các bạn nghĩ như thế đúng không? Quang Lâm nghĩ là riêng Quang Lâm thôi nha, đó không phải đất nước tự do, đó là một cái đất nước của sự vô văn hóa. Nhưng mà bây giờ mình thử xem, có một cái đất nước nào đó gần với Mỹ nhất, mà có mối quan hệ ràng buộc với Mỹ nhất, liệu rằng cái đất nước đó nó có tự do ngôn luận giống như Mỹ không? Quý vị và các bạn biết đất nước nào mà là cái đất nước gần như khai sinh ra nước Mỹ không? Nước Anh. Nguồn gốc của thằng Mỹ chính là thằng Anh. Mấy thằng Anh đưa người qua bên đất nước Mỹ, rồi sau đó là gần như là triệt hạ hết những người da đỏ để rồi tạo ra những người Mỹ da trắng như bây giờ. Còn đa số những người gốc Mỹ thì họ đã gần như đã lên trên trển rồi. Quý vị và các bạn thấy một cái sự diệt chủng kinh khủng khiếp đến từ những người da trắng là những người Anh. Vậy thì thằng Anh là cái thằng khai sinh ra thằng Mỹ. Thì liệu quý vị và các bạn có nghĩ rằng là thằng Anh là cái thằng mà rất tự do ngôn luận không? Hầu hết tất cả những gì ở bên Mỹ là thằng Anh nó đem qua hết, văn hóa gì hết đem qua hết. Vậy thì cái liệu rằng cái tự do ngôn luận nó có ở nước Anh hay không? Nhiều người sẽ nói có sao không? Gần như là 100% có hết. Nếu như chúng ta nói gì cũng được hết trơn hết trọi, chúng ta nói xấu chính phủ, chúng ta nói xấu lãnh đạo, chúng ta nói xấu người này người kia đem ra để mổ xẻ chửi rủa, hoặc là nói một tổ chức nào đó, không sao hết trơn hết trọi. Đúng không quý vị? Đúng cái con khỉ. Nhiều người sẽ nói đúng nhưng mà Quang Lâm nói rằng không đúng. Vậy hôm nay để Quang Lâm chứng minh cho quý vị và các bạn biết tại sao nó không đúng. Quý vị và các bạn cùng nhau đến với cái clip này. Okay, so What do you mean I can't have any alcohol? Okay, well I'll tell you. Okay, the time's 20:03, 14:40. Arresting you on suspicion of improper use of the electronic communications network. What? 27 Communications Act, okay? So you do not have to say that may harm your defense if you don't mention one question, something which later on in court. Anything you do say may be given evidence. Do you understand that? So I'm actually being arrested? You're going to be arrested, okay? Right. So you got to the police station. Right. Okay, this is in relation to some comments that you've made on a Facebook page. Okay? Oh, really? Oh, it's a Facebook crime, is it? Okay. Right. So we need to ask you some questions about that. Right. Have you got anything in your pockets? I've got my keys. I've got... No, I suppose it. I think he's. So, anyone who's been arrested, we can search him under Section 32 with the Peace and Development Act. Right. That's dangerous items. You said I was going to be arrested under some what information? So I'm going to be arrested for posting on Facebook. Some comments that are offensive, obscene, and people have made a complaint about that, and it's transphobic. Can you tell me what this comment was? We'll do that when we interview. All right. And so, what am I going to be locked up for the night, or? Hopefully not. Right, do I need to take my medications with me? Yes, we will look at taking all of those. When do you need to take them? Well, I've got pain medications, I've got sleeping medications, I've got anxiety medications, which I might take one of those in a bit, okay. You know? Well, if we take everything with us, then you've got everything there, haven't you? We've got a nurse up there, they'll be able to come and see you, and then once you've been there, they can assess whether or not the medication can be issued. All right, so what we're going to do is, if you want to pop yourself up, we're just going to... Search. You need the glasses. Yeah, search you. To come with you. My glasses. Yeah. Do you want to take them with you? Để Quang Lâm tóm tắt lại cái nội dung cho quý vị và các bạn biết. Ông này ông có ghi một cái twist, đó là tôi có bị nhốt qua đêm không? Tôi có cần mang theo thuốc không? Chào mừng đến với nước Anh năm 2024, nơi cảnh sát sẽ đến nhà bạn để bắt giữ bạn vì những bình luận trên Facebook khi nước Anh rơi vào tình trạng hỗn loạn vô luật pháp. Rõ ràng ưu tiên của chính phủ không phải là sửa chữa tình hình mà là truy đuổi những người bày tỏ ý kiến của họ về vấn đề này trực tuyến. Ở Vương quốc Anh hiện là một nhà nước phát xít dưới sự cai trị toàn trị có thẩm quyền. Thì quý vị và các bạn biết là 2-3 bữa nay Quang Lâm có đưa cho quý vị và các bạn những cái thông tin về bạo loạn ở Anh. Đó là một cái thằng mà nó 17 tuổi đó, nó lấy dao, nó đem nó xử lý gọi là gây hại đến 3 bé, rồi làm 3 bé mất mạng, rồi nhiều người khác bị thương. Thì sau đó những người khác họ lên trên Facebook họ bình luận,
họ nói rằng là do người Hồi giáo. Từ đó những người ở trong Vương quốc Anh họ khó chịu. Hôm trước Quang Lập có nói với quý vị rồi, họ đã có mang một cái tâm, cái tâm họ, họ đã khó chịu những người di cư rồi, tức là những người ở đâu đó cái vào nhập cư vào nước họ, họ họ ghét, họ khó chịu lắm, cho nên là họ gây ra bạo loạn, họ đứng lên, họ biểu tình, họ làm ôm sùm, rồi sau đó nó đánh nhau tùm lum hết trơn hết trọi. Thì cái người này, cái người đàn ông mà bị cái cô cảnh sát tới cô thẩm vấn, nội dung của nó như sau. Cô này cô nói là: xin chào ông, chúng tôi hiểu rằng ông đang phải dùng thuốc quá nhiều, nhưng chúng tôi ở đây để bắt ông vì một số bài đăng trên mạng xã hội mà mọi người phàn nàn. Chúng tôi sẽ không cho ông biết chúng là gì cho đến khi chúng tôi đưa ông xuống nhà ga, nhưng chúng tôi phải tìm kiếm ông kỹ lưỡng vì các bài đăng của ông. Bây giờ hãy cúi xuống. Tức là cái ông này, quý vị, cái vụ bạo loạn nó xảy ra, cái ông này ông lên trên mạng xã hội, ông bình luận, ông đưa lên trên Facebook á, ông nó viết tùm lum tà lá hết trơn á trời. Thì các cảnh sát của nước Anh họ tới nhà thẩm vấn ông này và đưa ông này về đồn cảnh sát. Thì đây là một trong những cái điều mà Quang Lâm thấy nó rất là kỳ cục, kẹo bút chu lẹ chu lét, nó chu, trời ơi sao mà nó chu quá trời chu vậy. Không biết tại sao mấy anh bên kia thế giới nói rằng ở bên phương Tây, đặc biệt là những nước phát triển và những nước mà có gần gần với Mỹ á, như Anh, Pháp, Đức gì đó, là họ tự do ngôn luận lắm mà tại sao giờ đăng bình luận lên trên Facebook cái tự nhiên công an tới bắt. Nhiều người nói cộng sản đã xâm nhập vào nước Anh rồi. Quý vị các bạn thấy mất dạy không, kỳ cục ha. Những người Anh, những người thực thi pháp luật, họ thấy những cái bình luận như vậy gây ảnh hưởng tới xã hội, cái tự nhiên họ tới họ bắt, họ hốt. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có một câu hỏi, liệu rằng ở các nước phương Tây họ có tự do ngôn luận hay không? Quý vị và các bạn thấy không? Có không? Nếu có là sao bắt? Nếu có sao tự nhiên tôi bình luận trên Facebook, tôi nói những cái điều phàn nàn của tôi, tại sao tôi bắt tôi? Mặc dù tôi đang bệnh nữa, ông này ông đang dùng thuốc nha quý vị, ông đang sử dụng thuốc để mà ông có một cái số cái căn bệnh trong người ông nữa. Mà bây giờ bệnh thì bệnh, nhưng mà mày bình luận bậy bạ, cái công an tới hốt. Vậy cuối cùng là tự do ngôn luận ở đâu? Nó xuất phát ở nhiều điểm đó quý vị. Ông này ông lên Facebook ông phàn nàn cũng vì rất là nhiều lý do. Ông khó chịu một phần là cái tụi dân nhập cư. Không, mình nói tụi là hơi bậy. Mấy cái người nhập cư á, họ đến nước Anh. Quý vị và các bạn coi một cái clip để quý vị và các bạn hiểu nè. Quý vị và các bạn thấy không? Kỳ không quý vị? Ở cái chỗ là người nhập cư tới quấy rối tình dục cảnh sát thì không bị bắt. Bình luận trên Facebook phàn nàn về những cái vấn đề của người nhập cư, hốt. Vậy thì quý vị, ai dám khẳng định ở các nước trên thế giới, đặc biệt là những nước tư bản, họ có tự do ngôn luận? Bước ra đây chứng minh cho Quang Lâm thấy coi. Mày nói tầm bậy tầm bạ, gây ảnh hưởng tới xã hội là mày bị hốt. Rõ ràng nghe quý vị. Quý vị và các bạn thấy rất là kỳ cục, kẹo mút chu lè chút lét. Một bên là những người phản đối đảng Cộng sản, chửi đảng Cộng sản vì nói rằng đảng Cộng sản Việt Nam không có tự do ngôn luận. Chỉ có những người ở bên phương Tây họ mới có tự do ngôn luận mà thôi. Thích chửi ai thì chửi, thích đấu tố ai thì đấu tố, đưa ra tất cả những cái gì đó mà mình thấy khó chịu, mình đưa lên mạng xã hội, nói thoải mái. Đó mới là tự do ngôn luận, nói xong bị bắt. Tự do cái quần què. Sao quý vị? Nói với quý vị để nhắc lại với quý vị các bạn, tự do ngôn luận ở các nước tư bản là một cái gì đó rất quần què. Quý vị và các bạn thấy chưa? Và Quang Long phải nói lại với quý vị và các bạn, nhấn mạnh lại là tất cả những người nhập cư và những người chuyển đổi quốc tịch, chửi Đảng Cộng sản Việt Nam, hãy cẩn thận. Nói rồi, ở trong âm ỉ những người mà người Mỹ, người Anh, người gốc á, họ khó chịu với dân nhập cư lắm. Hãy cẩn thận, Quang Lâm nói hãy cẩn thận. Làm gì thì làm, đến một lúc nào đó sẽ có hiện tượng nội chiến. Và nhiều người đang lo là nội chiến Anh sẽ xảy ra cũng gần đây thôi. Nhưng mà Quang Lâm nghĩ là kệ, người ta tự do ngôn luận, cho nên việc xảy ra nội chiến cũng bình thường nha, có gì đâu. Còn đối với đất nước Việt Nam, không nên để cho mấy cái người mà nói tầm bậy tầm bạ, hỗn hào, vô văn hóa lên trên mạng xã hội chửi rủa, rồi sau đó là nói người này, nói xấu người này, nói xấu tổ chức kia mà không có bằng chứng. Cái đó là cái mất dạy quý vị. Thà anh có bằng chứng anh nói thì để cho người khác tin, còn đây anh không có bằng chứng gì anh ra anh chửi rủa người ta, đặc biệt là xúc phạm lãnh tụ của đất nước hoặc là những vị lãnh đạo của đất nước, thì đáng bị bắt thôi.
Và đất nước nào mà hả để cho thoải mái tự do lợi dụng điều đó, thì Quang Lâm nói thật, đó là một đất nước vô văn hóa, chứ không có phải gọi là tự do ngôn luận đâu. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đón xem Đấu Trường Dân Chủ, Cải Thiện Tư Bản và Tôn Vinh Việt Nam.